Xin chào các bạn, chào bé, bé Lê Văn Đạt, chị cũng rất khỏe. Em còn làm ở đó không ta? Bữa nay chị buồn quá không đi đâu chơi, mới mời điện thoại online gì cùng các bạn. Ở đây, đây là em của tôi, tên Ngọc, nhưng muốn vô làm công ty nhưng người ta chưa đủ tuổi, còn nhỏ lắm. Muốn tâm sự với bạn Ngọc không nè, nói đi. Xin chào. Xin chào. Chào các bạn. Ở đây mắc cỡ người ta không có nói đâu. Người ta tự tin lắm á. Không, nói thiệt. Ở đây mình đang ở giúp nhà nghèo thân mến. Mình đang ở quận Cam, thành phố Sài Gòn. Ở đây là đang ở đây là 1 giờ tối, nhưng thức quá không ngủ được, người ta đang nhậu nhẹt quá. Bây giờ chắc ở Việt Nam mình chắc bữa nay là 5 giờ mấy rồi phải không? Trời ơi, tại nhức đầu quá ngủ không được, còn cảm cúng gì nữa. Bà người ta nhậu quá nè, cái bạn tôi ra, người ta nhậu quá ngủ không được, nhậu quá ngủ không được luôn á. Bây giờ lên cái tươi cười chút nữa đi ngủ là tức sảng khoái lắm các bạn. Các bạn ơi.